U23 Việt Nam vô địch. Pha lập công của Phan Văn Đức giúp U23 Việt Nam có được một trận hòa 1-1 trước U23 Uzbekistan. Qua đó khép lại giải giao hữu quốc tế Cúp Tứ Hùng do VFF tổ chức với thành tích bất bại. So với hai trận đấu trước đó, huấn luyện Bá Hàng So tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong số 30 cái tên được triệu tập để chuẩn bị cho ISAS 2018 được đánh giá cao hơn khi U23 Uzbekistan được cho là đưa sang Việt Nam đội hình không phải mạnh nhất của mình. Vì thế mà đội chủ nhà U23 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi khi đẩy cao đội hình, chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Hai đội chơi ăn miếng, trả miếng trong 45 phút đầu tiên của trận đấu với đôi chút nhỉnh hơn về thế trận thuộc về U23 Việt Nam. Tuy nhiên không có quá nhiều cơ hội đáng kể nào được tạo ra trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. Và sau giờ nghỉ giải lao, huấn luyện Park Hang-seo đã thực hiện một vài sự thay đổi người. Và Quang Hải là người để lại dấu ấn đầu tiên với pha đi bóng rồi thực hiện cú sút từ ngoài vòng 16m50. Bóng đi căng và chìm buộc thủ môn của đội tuyển U23 Uzbekistan phải đổ người để cứu thua. Trong pha bóng phản công của U23 Uzbekistan ở phút thứ 67 của trận đấu, cầu thủ Tassinot đã dứt điểm trúng cột dọc bóng bật ga và Camry Mod đã xuất hiện đúng lúc để dễ dàng điểm bóng vào lưới của U23 Việt Nam. Và ở những phút còn lại của trận đấu, những nỗ lực của U23 Việt Nam cũng được đền đáp ở phút thứ 80 của trận đấu khi Đức Huy có đường truyền tinh tế để Phan Văn Đức băng xuống khống chế bóng một nhịp đầy kỹ thuật trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành U23 Uzbekistan cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà U23 Việt Nam dù tạo ra được một vài cơ hội trong những phút còn lại của trận đấu nhưng không đội nào ghi được thêm bàn thắng. Qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này giúp thầy trò huấn quyền Bá Hàng So giành ngôi vô địch ở giải giao hữu tứ hùng U23 quốc tế năm 2018 với thành tích bất bại. Đây được xem là bước chạy đa thuận lợi trước ngày U23 Việt Nam lên đường sang Indonesia để tranh tài ở môn bóng đá nam ASIAD 2018 và sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 8. Sau khi giành được chức vô địch tại giải giao hữu U23 quốc tế cúp tứ hùng do VFF tổ chức, Hoàng Bá Hằng Sò nói như sau: "Chúng tôi hoàn toàn có thể giành ngôi đầu bảng D tại Ajax 2018". Chia sẻ sau trận đấu với U23 Uzbekistan, Hoàng Quyên Bá Hằng Sò tự tin sẽ cùng U23 Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại Ajax 2018. Trận đấu cuối cùng của giải vô hữu cúp tứ hùng U23 quốc tế năm 2018 giữa U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Các học trò huấn luyện viên Hằng Sơ đã chính thức lên ngôi vô địch sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực và phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên của đội tuyển U23 Uzbekistan là ông Adop Suranov đã dành nhiều lời khen ngợi cho U23 Việt Nam. Vị huấn luyện viên này nói: Đầu tiên tôi xin chúc mừng chức vô địch của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng tôi đã mở tỷ số trước nhưng vì một pha bóng mất tập trung đã lấy đi chiến thắng của chúng tôi. Xin cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức một giải đấu chất lượng đầy tính chuyên môn. Đội tuyển U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được thành công trong trận đấu đến phần trả lời của huấn luyện viên Park Hang sau khi từ chối về bản danh sách cuối cùng đi Indonesia tham dự ASEAN 2018. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói về mục tiêu tại vòng bảng của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASEAN 2018 sắp tới. Ông nói như sau: Đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ Việt Nam đã đồng hành và sát cánh cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi đã lên ngôi vô địch sau hai trận thắng và một trận hòa. Đây là điều rất đáng mừng. Nhưng đây chỉ là giải giao hữu. Chúng tôi đã rất cố gắng để chuẩn bị những gì tốt nhất cho Isaac 2018. Sắp tới mỗi trận đấu với chúng tôi đều là trận chung kết. Chúng tôi cố gắng hết sức và chúng tôi sẽ giành được ngôi đầu bảng đề hoặc cùng lắm là vị trí thứ hai tại bảng đề. Đương nhiên nếu các cầu thủ của tôi không nỗ lực hết mình, chúng tôi hoàn toàn có thể bị loại ngay từ vòng bảng tại Isaac sắp tới ngay sau trận đấu huấn luyện bá hàng sò so sẽ họp kính với ban huấn luyện và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về bản danh sách 20 cầu thủ đi Indonesia để tham dự ASIAD 2018. Và ngay sau khi kết thúc trận đấu với U23 Uzbekistan không lâu thì huấn luyện bá hàng sò so và ban huấn luyện đã chốt danh sách chính thức của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018. Trước trận đấu với U23 Uzbekistan, huấn luyện viên Bá Hàng Sò so đã chốt danh sách chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam với sự vắng mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm. Hội nguyên báo hàng So vừa tạo ra cú sốc cực lớn khi bất ngờ loại Đặng Văn Lâm ra khỏi danh sách chính thức của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Ajax 2018. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi ngôi sao đang khoác áo cho câu lạc bộ Hải Phòng được đánh giá là thủ môn số 1 cũng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại với phong độ thi đấu ổn định hơn cả Bùi Tiến Dũng. Ngay trong buổi tập vào sáng ngày 7 tháng 8, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã rập riêng và nói chuyện rất lâu với Đặng Văn Lâm. Có thể ông Bá Hàng So muốn Đặng Văn Lâm hiểu và thông cảm cho quyết định của ông. Với việc chỉ có 3 suất dành cho các ngôi sao trên 23 tuổi, ông Bá Hàng So đã phải hy sinh thủ thành Việt Kiều người Nga này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Bùi Tiến Dũng sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAS 2018 dự bị cho anh sẽ là thủ môn của câu lạc bộ Sài Gòn Nguyễn Văn Hoàng cùng với sự vắng mặt vào phút chót vô cùng đáng tiếc của thủ thành Đặng Văn Lâm những cầu thủ khác cũng không được may mắn lên đường sang Indonesia để tham dự ISAS 2018 cùng đội tuyển Olympic Việt Nam còn có cầu thủ Hồng Duy Việt Hưng Minh Vương Thành Long Xuân Mạnh Tấn Sinh Tiến Linh Minh Tuấn và Trọng Đại trong số này Hoàng Anh Gia Lai thiệt hại nặng nhất khi có đến 4 cái tên sẽ chia tay đội tuyển Olympic Việt Nam là những Hồng Duy, Việt Hưng, Minh Vương và Thành Long. Đội bóng Phú Núi khi đó sẽ chỉ còn 5 cái tên là Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh. Trong khi đó, quân của câu lạc bộ Hà Nội đông áp đảo ở đội tuyển Olympic Việt Nam khi góp mặt đến 8 đại diện, gồm những Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Văn Hậu, Thành Trung, Quang Hải, cùng hai cái tên trên 23 tuổi là Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng. Và đây là danh sách chính thức của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ISAS 2018. Thủ môn gồm có Văn Hoàng, Bùi Tiến Dũng. Hậu vệ gồm có Đình Trọng, Thành Trung, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Sơn, Văn Lợi. Tiền vệ gồm có Văn Đức, Đức Huy, Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo gồm có Quang Quyết, Công Phượng, Hà Đức Trinh, Anh Đức.